nhiệt tình để đón chào Hoa hậu đến từ đất nước Argentina. And our ladies come from Argentina. Please give her a warm welcome. Và đây là người đẹp đến từ đất nước Úc. And our ladies come from Australia. G'day, my name's Alex Emelianov and I represent the sunny country of Australia. Hoa hậu đến từ nước Áo. Lady come from Austria. Ladies and gentlemen, my name is Sandra and I represent Austria. Thank you. Hoa hậu đến từ đất nước Brazil. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho người đẹp đến từ đất nước Brazil. Lady come from Brazil. Boa noite, meu nome é Alessandra Couto. Estou aqui representando meu país, Brasil. Và đây chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay để cổ vũ cho người đẹp đến từ đất nước Canada. And now the ladies come from Canada. Bonsoir, je m'appelle Dominique Lévesque et je suis très fière de représenter le pays Canada. Từ đảo Sip xinh đẹp. Wow! Chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay cho người đẹp đến từ đảo Sip. And I come from Cyprus. Tôi yêu bạn. Hoa hậu đến từ nước Cộng hòa Séc. Lady come from Czech Republic. Dobrý večer všem z České a Slovenské republiky. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Gabriela Adamsová and I come from Czech Republic. Và đây là Hoa hậu Đan Mạch. Lady come from Denmark. Good evening. My name is Camilla and I come from Denmark. Xin quý vị và các bạn hãy dành những tràng vỗ tay để đón chào Hoa hậu đến từ nước Cộng hòa Pháp. Lady come from France. Bonsoir à tous. Je m'appelle Celia et je représente la France. Và bây giờ là Hoa hậu đến từ đất nước Đức. Lady come from Germany. Guten Abend, my name is Isabel and I come from Germany. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho hậu đến từ đất nước Hy Lạp. The beautiful ladies come from Greece. Good evening, my name Elena Yafu and I represent Greece. And now, chúng ta dành một tràng pháo tay cho hậu đến từ đất nước Ấn Độ. The ladies comes from India. Namaste Vietnam. My name is Renika Chauhan and I represent the land of Maharajas and Maharani, India. Và bây giờ là hoa hậu đến từ đất nước Malaysia. The beautiful ladies come from Malaysia. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jeanette Nui and I'm representing the multicultural country Malaysia. Thank you. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp đến từ Manta. Please welcome the ladies come from Manta. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Maritza Yogiu and I come from Malta. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp đến từ đất nước Mexico. The ladies come from Mexico. Good evening. My name is Larissa Carrera and I represent Mexico. Và bây giờ là người đẹp đến từ đất nước Moldavia. The beautiful ladies come from Moldavia.
ladies and gentlemen. My name is Eleonora Russo and I'm proud to represent Moldavia. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho người đẹp đến từ đất nước Nepal. The ladies come from Nepal. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nicole Shahi. I came from the country where Gautam Buddha has born. Nepal! Sau đây chúng ta dành một tràng vỗ tay cho người đẹp đến từ Philippines. And now this is Miss Philippines. Mabuhay, my name is Raina Kiram and I'm proud to represent the Philippines. Chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay để cổ vũ cho Hoa hậu Ba Lan. And now the lady comes from Poland. Good evening, my name is Dominika Milewska. I'm representing Poland. Và đây là Hoa hậu đến từ đất nước Puerto Rico. Beautiful lady comes from Puerto Rico. Ladies and gentlemen, I represent beautiful Caribbean island, Puerto Rico. Người đẹp đến từ đất nước Rumani. And now the ladies come from Romania. Xin chào Hà Nội, my name is Anna Maria and I represent the beautiful country of Romania. Thank you. Và đây, người con gái đến từ đất nước Singapore. And now the beautiful face from Singapore. Xin chào quý vị, tôi tên là Caroline Lam, tôi từ Singapore đến. Cảm ơn. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Caroline Lam, and I represent the cosmopolitan and green city of Singapore. Thank you. Và đây là người đẹp đến từ đất nước Slovakia. Ladies come from Slovakia. Dobrý večer. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Dusana and I represent Slovak Republic. Chúng ta hãy cổ vũ cho người đẹp đến từ đất nước Nam Phi. Please give a warm welcome to the lady from South Africa. Xin chào quý vị. My name is Brigitte. And I'm representing Nam Phi, South Africa. Và đây, người đẹp đến từ đất nước Sri Lanka. And now the ladies come from Sri Lanka. Hi, Bowen. My name is Yasanti, and I represent the land of hospitality, Sri Lanka. Và đây, người đẹp đến từ đất nước Thụy Điển. The beautiful ladies come from Sweden. Good evening. My name is Eleanor and I represent Sweden. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho người đẹp đến từ Đài Loan. The beautiful ladies come from Taiwan. Xin chào, 晚安. Good evening. My name is Han Xinting. I'm from Taiwan. Thank you. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho Hoa hậu đến từ đất nước Thái Lan. Please welcome the ladies come from Thailand. Xin chào, สวัสดีค่ะ. My name is Kanchana Chongpon. I come from Thailand. Và đây là Hoa hậu đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. The ladies comes from Turkey. Xin chào. Merhaba. My name is Hülya Mutlu and I represent my beautiful country, Turkey. Đang xuất hiện dần trước mặt quý vị và các bạn là người đẹp đến từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. The beautiful ladies come from USA. Howdy folks. My name is Jessica and I represent the USA. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho người đẹp đến từ Venezuela. And now the beautiful ladies come from Venezuela. Good evening, my name is Amaloa Mendez and I come from Venezuela.
Và đây là người đẹp đến từ Nam Tư. The beautiful ladies come from Yugoslavia. Xin chào. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Slavica and I come from beautiful country, Yugoslavia. Và bây giờ là người đẹp đến từ Việt Nam. The beautiful ladies come from Vietnam. Kính chào quý vị đại biểu, kính chào quý vị khán giả. Good evening, everybody. My name is Nguyễn Thúy Vi. Năm 1999, rất mong sự cổ vũ của tất cả quý vị. I come from Vietnam. My name is Nguyễn Thu Huyền. I come from Vietnam. Những tràng vỗ tay của quý vị khán giả sẽ là những giúp em tự tin trong cuộc thi đêm nay. Thank you very much. Người đẹp đến từ Việt Nam. Em là Nguyễn Thiên Nga. Em rất tự hào được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế lần này. Xin chúc cho tình hữu nghị với các dân tộc ngày càng phát triển. Xin kính chào quý vị đại biểu, xin kính chào quý vị khán giả và toàn thể các bạn. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Thưa quý vị và các bạn, vòng bán kết của liên hoan đã được tổ chức tại đây đêm 17 và danh hiệu Hoa hậu hữu nghị ASEAN năm 2000 đã thuộc về Hoa hậu Thái Lan. Ladies and gentlemen, the second round of the pageant was held 2 days ago. Miss Thailand won the crown of Miss Friendship ASEAN 2000. Hai danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về các người đẹp Singapore và Việt Nam. And the first and the second runner-ups went to Miss Singapore and Miss Vietnam. Và hôm nay, tất cả chúng ta đến đây để tôn vinh cái đẹp, ca ngợi cái đẹp
và rồi chúng ta sẽ biết ai sẽ là vinh dự để trở thành Hoa hậu hữu nghị thế giới năm 2000. And tonight, who will be the Miss Friendship of the World 2000? So let's wait until the end of the show. Và bây giờ, chúng tôi xin phép được giới thiệu thành viên của ban giám khảo trong cuộc liên hoan bình chọn này. And now let's meet the very important part, a very important board of the pageant, is the jury board of both of judges. Vâng, người đầu tiên mà luôn luôn đem đến cho chúng ta sự tự tin trong việc lựa chọn và tôn vinh cái đẹp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đó là trưởng ban giám khảo, ông Trương Thìn, nhà nghiên cứu văn hóa, phó cục trưởng Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở, Bộ Văn hóa Thông tin. The head of the jury board, Mr. Trương Thìn, the cultural researcher, vice director of the Department of Cultural Information. Và sau đây là những ủy viên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Chu Thúy Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân, đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Việt Nam. This is Chu Thúy Quỳnh, people artist, parliament member, president of the Vietnam Dance Association. Nghệ sĩ nhân dân ông Phạm Khắc, giám đốc đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Phạm Khắc, people artist, director of Ho Chi Minh City Radio and Television Station. Họa sĩ Trần Khánh Trương. Artist Trần Khánh Trương. Diễn viên sân khấu và điện ảnh, một gương mặt các bạn rất yêu thương, đó là nghệ sĩ ưu tú Lê Khanh. Theatre and movie, very famous actress Lê Khanh, excellent artist. Và đây, một gương mặt chắc hẳn là các bạn sẽ thật yêu quý và đầy ấn tượng, đó là bà Jayana Banensuche, Hoa hậu Liên Châu Lục Thế Giới năm 1999, người Brazil. Mrs. Jayana Banensuche, Miss Intercontinental 1990, the Brazilian. Vâng, và một gương mặt nữa cũng thật sự thu hút và đầy ấn tượng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đó là ông Ernesto Casadilla, siêu nam mẫu đẹp nhất thế giới năm 1999. Mr. Ernesto Casadilla, the most charming top model 1990, the Brazilian.
1999. Riêng của quốc gia mình. Cao cấp
và cũng là nơi chuyên thiết kế tạo mẫu nón hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Non Swan is a system of agents and shops specializing in selling many high quality fashion costumes and also where you can design many many kinds of hats of Vietnam today. Bộ sưu tập này mang ý tưởng bày tỏ tinh thần hội nhập với các nền văn hóa đa dạng trên thế giới, bước vào thềm thiên niên kỷ mới. Sáng tạo nghệ thuật bằng những màu sắc rực rỡ và họa tiết đầy tính văn hóa Á Châu. Hồng Ti hôm nay ra mắt một biểu tượng lưỡng nghi, đó là một biểu tượng Á Châu trở lại cội nguồn khởi thủy của vạn vật. Bộ sưu tập này với lễ hội muôn màu là trung tâm thiết kế thời trang Hồng Ti tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 thực hiện. Trang có sự đóng góp của Beauty Salon LV Hair Beauty Salon và nhà tạo mốt trang điểm Tony Hải.
Quý vị và các bạn đang xem bộ sưu tập của thời trang Hồng Ti tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Với phần thể hiện đặc điểm của Á Châu với những đường nét trang trí, Hồng Ti muốn thể hiện một sức sống mới cho một tương lai mới, một ngày mai. Bộ sưu tập lễ hội muôn màu này do Trung tâm Thiết kế Thời trang Hồng Ti thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 thực hiện. Ladies and gentlemen, you are enjoying the fashion show designed by Hồng Ti Company in the 3rd district in Ho Chi Minh City, performed by the beautiful ladies around the world. With many colors and many strengths and contrasts, Hồng Ti Company wants to express the new aspiration for a new century. And this impressed the Asian culture, Asian beauty. Trong phần trang điểm có sự đóng góp của LV Beauty Salon Hair Beauty và cố vấn thời trang trang điểm Tony Hải. And the makeup of the fashion show is VL Hair Beauty Salon with the consultant of Tony Hai.
21 tuổi, cao 1m71, nặng 60kg. Argentina, Gabriela Sobrado. Các chỉ số thể hình 90, 69 và 97. Cô đã đoạt danh hiệu Hoa hậu hữu nghị và Hoa hậu trong cuộc thi Beauty International năm 1999, sinh năm 1978 tại Buenos Aires. Và đây là Hoa hậu đến từ đất nước Úc, Alessandra Costa Tato, 20 tuổi, cao 1m64, nặng 51kg. Cô sinh năm 1979 tại tiểu bang Queensland, đã đạt danh hiệu Hoa hậu Indie và được tổ chức tại khu du lịch nổi tiếng Gold Coast, Queensland, Australia. Và đây là Hoa hậu đến từ nước Áo, 23 tuổi, cao 1m74, các số đo 87, 62, 90. Cô là Hoa hậu Áo năm 1999, sinh năm 1976 tại Athens. Người đẹp đến từ Brazil, 22 tuổi, cao 1m74, các số đo 87, 62, 90. Cô đạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mỹ năm 1998 và danh hiệu Hoa hậu Hữu nghị Brazil 1999. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp đã xuất hiện trước mắt quý vị. Người đẹp đến từ Canada, 23 tuổi, cao 1m67,5, các số đo 87, 65 và 100. Cô sinh ra tại Ottawa, đã vượt qua những vòng phỏng vấn ngặt nghèo để được đại diện cho đất mình tham dự vào cuộc thi này. Và đây là người đẹp đến từ đảo Ship, cao 1m68,5, các số đo 93, 69 và 93. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Miss Cyclop International năm 1999 và cô hiện nay là một người mẫu nổi tiếng của đảo Ship. Và đây là người đẹp đến từ Cộng hòa Séc, 24 tuổi, cao 1m75, các số đo 85, 63 và 90. Hiện nay cô đang làm nghề người mẫu và đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong cuộc thi người mẫu của nước Cộng hòa Séc. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp Camilla Plem đến từ Đan Mạch. Năm nay 19 tuổi, cao 1m73, các số đo 93, 71 và 95. Cô đã đoạt giải Á hậu trong cuộc thi Miss Denmark và hiện nay cô là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Thương mại Copenhagen. Người đẹp đến từ Cộng hòa Pháp, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. 21 tuổi, cao 1m80, các số đo 97, 69 và 96. Cô sinh năm 1978 tại Paris và đạt danh hiệu Hoa hậu hữu nghị nước Pháp. Hiện nay cô là sinh viên đại học năm thứ 2 ở Paris. Sau đây là người đẹp đến từ nước Đức, 18 tuổi, cao 1m66,5, các số đo 87, 64 và 93. Miss Germany. And this is a Miss Greeks. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp Helen đến từ Hy Lạp, 24 tuổi, cao 1m78, các số đo 83, 61 và 91. Cô đã đoạt giải Hoa hậu Hy Lạp năm 1999. Hiện nay ngoài việc trình diễn thời trang, cô còn đang học theo nghề báo chí. Và bây giờ là người đẹp đến từ nước Ấn Độ, Miss India, 19 tuổi, cao 1m62, các số đo 87, 65 và 95. Cô đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ năm 1999. Hiện nay là một diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Ấn Độ. Và đây là người đẹp đến từ Malaysia, 24 tuổi, cao 1m71,5, các số đo 84, 63 và 86. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia năm 1999. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp đến từ Malta, cao 1m67, các số đo 85, 64 và 92. Cô đã đạt danh hiệu Hoa hậu Manta International năm 1999. Hiện nay cô là người mẫu nổi tiếng của Manta. Và đây là người đẹp đến từ Mexico, 20 tuổi, cao 1m76, các số đo
83, 66 và 101. Cô đã đoạt giải Hoa hậu bang và danh hiệu Á hậu quốc gia. Hiện nay cô là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kinh doanh Mexico. Đang xuất hiện trước mắt quý vị và các bạn là Elona Rusu từ Moldavia, 17 tuổi, cao 1m68, các số đo 88, 61 và 89. Cô đã đoạt danh hiệu Hoa hậu Moldavia năm 1999, hiện nay đang theo học tại trường Đại học Thiết kế Thời trang Moldavia. Và đây là người đẹp đến từ Nepal, cao 1m61,5, các số đo 84, 62 và 94. Cô đã đoạt danh hiệu Hoa hậu hữu nghị Nepal năm 1999 và xin các bạn đừng quên dành một tràng vỗ tay cho cô gái hiện nay vẫn còn là học sinh phổ thông trung học này. Đến từ Philippines, 18 tuổi, cao 1m67, các số đo 87, 68 và 92. Cô đạt danh hiệu Hoa hậu hữu nghị Philippines và hiện nay cô là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Khoa học Xã hội Philippines và cô rất thích tham gia các hoạt động từ thiện. Người đẹp đang xuất hiện trước mắt quý vị và các bạn là Dominica, đến từ Ba Lan, Miss Poland, 20 tuổi, cao 1m71, các số đo 86, 63 và 91. Cô đạt danh hiệu Hoa hậu trong cuộc thi Miss Poland Europe năm 1999 và hiện nay là sinh viên đại học. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho Hoa hậu đến từ Puerto Rico, cao 1m65,5, các số đo 89, 66 và 98. Cô đã đạt danh hiệu Hoa hậu Amuber Puerto Rico International năm 1999. Và hiện nay cô là sinh viên trường Đại học Quản lý Kinh tế. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để cổ vũ cho các hoa hậu đã tham gia thật thành công trong màn trình diễn này. Cô đã đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới ở Puerto Rico năm tháng 5 năm 1999. Sau đó cô đã tiếp tục đoạt danh hiệu Hoa hậu Châu Âu năm 1999 và làm nghề người mẫu từ năm 15 tuổi. Hiện nay cô là người mẫu được nhiều người mến mộ nhất tại Romania. Đây dành một tràng pháo tay cho Hoa hậu đến từ Singapore, 22 tuổi, cô cao 1m74, các số đo 81, 65 và 89. Sinh ra tại Chinatown, Singapore, có đợt giải nhất trong cuộc thi Miss Singapore Intercontinental năm 1997, Miss Asian Singapore năm 1998 và giải nhất trong cuộc thi Miss Friendship Singapore năm 99. Người đẹp đến trước mắt quý vị và các bạn là đến từ Slovakia, 20 tuổi, cao 1m73, các số đo 85, 61 và 90. Đạt danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Châu Âu năm 1999, hiện nay là sinh viên năm thứ 2 khoa Quản trị Kinh doanh. Một tràng pháo tay cho đến từ Nam Phi, Miss South Africa, 21 tuổi, cao 1m66, các số đo 94, 65 và 92. Cô đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Hoa hậu được tổ chức tại bờ biển Nam Phi. Hiện nay cô là một trong những người mẫu được nhiều người hâm mộ. Và đây trước mắt quý vị và các bạn là người đẹp đến từ Sri Lanka, 18 tuổi, cô cao 1m65, các số đo 95, 70, 98. Hiện nay cô đã đoạt danh hiệu Hoa hậu Sri Lanka và đại diện cho đất nước mình đến Việt Nam và cô đang làm tại một khách sạn nổi tiếng nhất của Sri Lanka. Trước mắt quý vị và các bạn là người đẹp đến từ Thụy Điển, 21 tuổi, cao 1m68, các số đo 88, 67 và 97. Trong cuộc thi người đẹp quốc gia cô đã đứng hàng thứ tư và hiện nay cô là sinh viên trường Đại học Quản trị Kinh doanh. Quý vị dành một tràng pháo tay cho Hoa hậu đến từ Đài Loan, năm nay 20 tuổi, cao 1m71, các số đo 90, 64 và 91. Hiện nay cô là một trong 6 cô gái đẹp nhất trong cuộc thi Miss Universal tại Đài Loan năm 96. Và đây là người đẹp đến từ nước Thái Lan, Canada, 23 tuổi, cao 1m74, các số đo 85, 62, 94. Cô đạt danh hiệu Hoa hậu cuộc thi Miss Friendship Thái Lan năm 1999 và hiện nay theo học ngành trang trí nội thất tại Bangkok. Và đây là người đẹp đến từ
Thổ Nhĩ Kỳ, năm nay 21 tuổi, cao 1m73, các số đo 90, 64 và 94. Cô đã đoạt danh hiệu Á hậu 2 cho cuộc thi Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ. Trước mặt quý vị và các bạn là Jessica đến từ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Miss USA. 20 tuổi, cao 1m73, các số đo 81, 63 và 91. Danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu dành cho các cô gái trẻ sinh viên Đại học California. Và đây là Hoa hậu đến từ Venezuela, Miss Venezuela, 18 tuổi, cao 1m70, các số đo 93, 69, 93. Cô đặt danh hiệu Hoa hậu dành cho các cô gái trẻ năm 98 và Hoa hậu giải Queen of Flower International và Hoa hậu Hữu nghị năm 99, hiện nay là sinh viên đại học. Trước mắt quý vị và các bạn là Slavika đến từ Nam Tư, Miss Yugoslavia, 21 tuổi, cao 1m72, các số đo 83, 63, 93. Cô đã đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại quê hương mình và hiện nay cô làm nghề người mẫu. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp Vũ Thị Vi đến từ Việt Nam, 22 tuổi, cô cao 1m69,5, các số đo 85, 60 và 89. Hôm nay cô đã đạt danh hiệu Hoa hậu du lịch trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và là sinh viên đại học. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho người đẹp Nguyễn Thu Huyền đến từ Việt Nam. Các số đo 89, 61 và 91, cô cao 1m72. Trước mắt quý vị và các bạn là người đẹp Nguyễn Thiên Nga đến từ Việt Nam, 24 tuổi, cao 1m71, các chỉ số 84, 60 và 90. Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 1999. Cô là một trong ba hoa hậu của Việt Nam tham dự cuộc thi này. Để đón chào thế kỷ mới, thế kỷ 21 đầy tương lai và ước mơ. Và sự hội ngộ của các người đẹp ngày hôm nay đã báo hiệu một trang mới của toàn thể hoàn cầu chúng ta. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay theo nhịp nhạc để cổ vũ cho các người đẹp thật nhiệt tình.
giờ chúng ta sẽ chờ đợi giờ phút để cho ban giám khảo chuyển những thông tin về 10 hoa hậu lọt vào vòng thi cuối. Ladies and gentlemen, and now we introduce and announce the information from the judge board. This is the 10 ladies who come into the final round. Chúng tôi xin phép được đọc. Hoa hậu đầu tiên đó là Hoa hậu Romania. Miss Romania. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho Hoa hậu Romania. Can you come up? Can you stand one? Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ. Miss Turkey. Hoa hậu Nam Phi. Miss South Africa. Hoa hậu số báo danh 35 Việt Nam. Miss Việt Nam Nguyễn Thiên Nga. Hoa hậu Thái Lan. Miss Thailand. Hoa hậu Brazil. Miss Brazil. Hoa hậu nước Cộng hòa Czech. Miss Czech Republic. Congratulations. Hoa hậu nước Cộng hòa Pháp. Miss France. Hoa hậu Ba Lan. Miss Poland. And now this is the end. This is the end of the lady of the top. And now the last is Miss Greece. Miss Greece. Wow. Hila. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật giòn giã nhất để chúc mừng những hoa hậu đã lọt vào top 10. Nếu bạn được trao danh hiệu Hoa hậu hữu nghị, bạn sẽ quan tâm đến vấn đề gì đầu tiên? Do I need to repeat the question? The first time, if I will become, if I have this pleasure to become Miss Friendship of the World, I will do all my best to change this world, to do a better world, and all the people to be happy, to live in peace and happiness. I will try to the people not to fight and not to hate each other. And first of all, I will promote the image of this contest all of the world. And the image, of course, the image of Vietnam, because Vietnam is a very beautiful country
with very hospitable and friendly people. I would like you to thank you very much because I was very happy being of this contest. Thank you very much. And thank you all the organization. Thank you. Thưa quý vị và các bạn, nếu tôi có được vinh dự lớn lao là trở thành Hoa hậu hữu nghị trong đêm nay, thì điều đầu tiên mà tôi quan tâm đó là tôi sẽ cùng mọi người sẽ cố gắng hết sức để đem sức mình tạo thế giới này thành một thế giới tốt đẹp hơn, để ở đó con người được sống yên vui, hòa bình, hữu nghị, và ở đó sẽ không có chiến tranh, con người sẽ yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Và chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ những người nghèo, những người không có nhà cửa, những người không có cha mẹ. Và chắc chắn là tôi sẽ quan tâm rất nhiều đến đất nước bạn, bởi vì đất nước bạn là đất nước đấy tươi đẹp, mà ở đó con người sống rất hài hòa và hữu nghị với nhau. Tôi xin cảm ơn và hy vọng rằng tôi có thể có vinh dự này. Nhân loại đều muốn sống trong hòa bình, hữu nghị. Theo bạn phải làm gì? I'd like peace to all of the world and to all the people, and I'd like to thank to all the organizers to organize this friendship of the world, and have so many beautiful friends. I think it's the beginning of the peace of the world, with organizing this friendship of the world, and bring here all around national countries and make us together and make us friends here, so close friends. So I want to thank you again for being friends with so many beautiful girls here. Thank you again. Thank you. Thưa quý vị và các bạn, tôi cảm thấy rất là vui bởi vì tôi nghĩ rằng trong không khí này cũng có thể coi là một không khí của hữu nghị và hòa bình. Bởi vì tôi rất muốn cảm ơn những người tổ chức đã tổ chức nên cuộc bình chọn thời trang Hoa hậu ASEAN và Thế giới, để chúng tôi có dịp được đến đất nước của các bạn, để chúng tôi có dịp được gặp gỡ rất nhiều những hoa hậu, những người đẹp, rất nhiều những bạn xinh đẹp đến từ rất nhiều nước khác nhau, các màu da khác nhau và các châu lục khác nhau. Và chúng tôi được gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, hiểu về văn hóa của đất nước họ. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn ban tổ chức. Thank you. Thank you. Xin bạn có thể kể ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất của bạn khi bạn ở Việt Nam. I will say it again. Could you tell me the most impression in the time you stay in Vietnam? Good evening, everybody. Xin chào tất cả mọi người. Well, my stay in Vietnam has been fantastic, and I think what has had the biggest impression on me, and I've said this before, and is definitely the people that make Vietnam. I've never seen such a bunch of high-spirited people with such determination and ambition, and just look how far you've all come and been so hospitable to all of us. That has definitely been an impression that I will remember and cherish forever and share with my country. Thank you. Thưa các bạn, cảm nhận của tôi khi lần đầu tiên đến Việt Nam có lẽ là đầu tiên là đất nước và con người các bạn. Đầu tiên phải nói là con người Việt Nam. Bởi vì tôi cảm nhận họ không chỉ những tính cách rất là hiếu kỳ, mà còn một sự quyết tâm, một sự quyết đoán và một sự nồng hậu đối với cái đẹp. Một biểu hiện rất rõ ràng là tất cả rất đông khán giả thuộc mọi lứa tuổi khác nhau đã đến với sân vận động này, đến với chúng tôi để cổ vũ cho chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng đó là ấn tượng đẹp đẽ mà chúng tôi không bao giờ quên được khi mà chúng tôi về nước. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Bạn hãy giới thiệu nét văn hóa độc đáo nhất của đất nước bạn. Would you introduce the best original culture of your country? Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa ban giám khảo. Distinguished guests, ladies and gentlemen, distinguished all the judges board. Đất nước Việt Nam ta với 4.000 năm lịch sử có biết bao nhiêu những truyền thống quý báu mà chúng ta đã biết. Đó là truyền thống giữ nước bất khuất, kiên cường và quá trình dựng nước rất oanh liệt. Kính thưa quý vị, có lẽ khi nói đến dân tộc Việt Nam, không thể nào không nhắc đến truyền thống kiên cường bất khuất đó. Con người Việt Nam hiền lành nhưng rất mực yêu nước, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc mình mỗi khi có giặc ngoại xâm. Bạn hãy giới thiệu một danh lam thắng cảnh đẹp của nước bạn.
ขอให้คุณเล่าถึง ทิวทัศน์ที่สวยงามของ ประเทศของคุณ Could you introduce the most famous landscape of your country? ค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกๆคนนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เป้าเข้ามาในรอบนี้นะคะ สำหรับประเทศตัวเองนะคะที่สวยก็ มีหลายที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าภูเขาหรือว่าวัดค่ะขอบคุณค่ะ Trước tiên tôi xin chào gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả đến đoàn và xin chúc tất cả các bạn có sức khỏe dồi dào. Nói về vẻ đẹp của đất nước chúng tôi thì đất nước Thái Lan chúng tôi cũng tương đồng giống Việt Nam là một đất nước cũng có núi, có sông, có biển và có rất nhiều những cảnh đẹp không những để ở những cái mà ở thành phố cũng như ở những vùng thôn quê và đất nước chúng tôi cũng là một đất nước có những bãi biển dài và hết sức đẹp. Bạn đã tham gia những hoạt động xã hội gì từ khi bạn đăng quang Hoa hậu ở nước bạn? Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos vocês. Vocês são muito simpáticos, please. First of all, I'd like to say welcome to you all for giving you support for me. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến và ủng hộ tôi. Xin cảm ơn. O que eu tenho feito pela sociedade é mostrar a imagem do meu país, Brasil, da melhor maneira possível. E estou muito feliz de estar aqui representando o Brasil nesse concurso por estar aqui representando a paz do meu país. E quero reinar a paz por todo o mundo. Se eu conseguir o primeiro lugar desse concurso, esse é o meu ideal, reinar a paz em todo o mundo. She says she's trying with all her due effort to reach society from all sides by coming here to Vietnam. It's the first step. She comes from a smallish town in Brazil, and she's been doing there lots of things for social in general. Now here in Vietnam, she's going to try to send you all a message of peace for society and the betterment of social affairs. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là đến Việt Nam và tham gia vào cuộc thi Hoa hậu hữu nghị ASEAN và thế giới là bước đầu tiên đối với chúng tôi khi mà tôi muốn hoạt động với những hoạt động xã hội của thế giới. Tôi đã ở một thị trấn nhỏ ở Brazil và ở đó tôi cũng đã hoạt động tôi đã tham gia vào những hoạt động xã hội nói chung, tuy nhiên ở mức độ quy mô nhỏ. Và tôi nghĩ rằng bắt đầu từ cuộc thi này tôi sẽ có thể có kinh nghiệm hơn và tự rèn giũa bản thân hơn để mình có thể tham gia vào những hoạt động lớn hơn, giúp ích được hơn cho đất nước của chúng tôi. Đây là cuộc thi chọn Hoa hậu hữu nghị thế giới. Theo bạn, tình hữu nghị giữa các dân tộc phải như thế nào? This is a beauty contest, Miss Friendship of the World. What do you think about the relationship among the nations? The friendship and the relationship between among the nation. I think that the relationship between two people is the most beautiful thing in the world. It's if it's a boyfriend or girlfriend, or it's a mother, father, mother, daughter, or the family relationship. I think that all is very beautiful, and I, for my love and for my life, need that somebody love me and that I can somebody love. I think this is the relationship between the people. Tôi nghĩ rằng là tình hữu nghị giữa hai dân tộc nói riêng và nhiều dân tộc trên thế giới nói chung thì rất là tốt đẹp. Nó cũng như là tình anh em, nó cũng như là tình cha mẹ, nó cũng như là tình cảm giữa những thành viên trong gia đình. Nếu bạn được trao danh hiệu Hoa hậu hữu nghị, bạn sẽ quan tâm đến vấn đề gì đầu tiên? If you are being Miss Friendship of the World, what you will concentrate on put it first? Mademoiselle, si vous êtes choisie Dauphine de ce concours,
À quoi pensez-vous en premier lieu, s'il vous plaît? I will think to make a big party with all the contestants. Pardon, can you repeat again? I think if I will win this contest, I want to make a big party with all the contestants who are so kind during all the contests. Trước hết là nếu mà tôi trở thành hoa hậu trong đêm nay thì tôi sẽ mở một cái buổi tiệc rất lớn để chiêu đãi tất cả những người có mặt ở đây, những khán giả đã ủng hộ tôi. Bạn đã tham gia những hoạt động xã hội gì từ khi bạn đăng quang hoa hậu ở nước bạn? Since you became Miss Beauty, what do you participate in social activities? Od chwili, kiedy zostałam Miss Polonia, uczestniczyłam w wielu bardzo prestiżowych imprezach. Byłam zapraszana do domów dziecka na aukcje charytatywne. Ja uwielbiam małe dzieci, szybko zjednuję sobie ich przyjaźń. A także mnóstwo rzeczy robiłam, jakie tylko mogłam. Zawsze chętnie uczestniczę w takich imprezach. Bardzo mi jest miło i dziękuję. Từ khi tôi trở thành Hoa hậu Ba Lan, tôi đã tham gia các cái hoạt động xã hội ở Ba Lan. Chẳng hạn như là tôi đã đến thăm các cái nhà trẻ mồ côi. Tôi đã tham dự các cái cuộc quyên góp để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Và tôi đã đi rất nhiều nơi gặp gỡ trẻ em, kết bạn với các em, với hy vọng rằng là tôi sẽ làm được nhiều việc có ích lợi cho các em hiện nay cũng như là trong tương lai. Đây là cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Thế giới. Theo bạn thì tình hữu nghị giữa các dân tộc phải như thế nào? I think that it's very important the relationship between the people. I would like to do whatever I can for this. I want to be near in the people, in the hospital, in the hospital for the old people and for the children. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you. Giao lưu văn hóa Đông Nam Á Việt Nam lên tặng hoa cho các thí sinh. Thank you.
xuôi theo lời hát cùng bước em rực cháy lên dạng ngời. Designer Liên Hương.
loại vải áo dài mặc đẹp nhất, đó là Miss South Africa Bonkete Bonblanc, số báo danh 120. Chúng ta xin mời công ty Thái Tuấn, đại diện công ty Thái Tuấn lên trao giải thưởng cho hoa hậu với chất liệu vải đẹp nhất. Đậm đáo nhất đó là hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Hulya Bulu, có báo danh 125. Chúng tôi xin mời ông Lê Tiến Thọ, cùng trường cùng người ta biểu diễn lên trao giải thưởng cho người đẹp trong trang phục áo dài độc đáo đẹp nhất. Giải người mặc áo xã hội đẹp nhất đó là hoa hậu Pháp Celia Jolie. Và chúng tôi xin mời đại diện của công ty thời trang Hồng Ti lên trao giải thưởng cho người đẹp đoạt danh hiệu hoa hậu hữu nghị ASEAN Miss Thailand Kanjana Jongko, số báo danh 128. Giải thưởng trị giá 4.000 đô la. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trường Sơn, trưởng ban tổ chức lên trao phần thưởng và giải thưởng cho hoa hậu Thái Lan. Chúng ta hãy một lần nữa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa hậu Thái Lan, người mà cách đây 22 ngày đã đăng quang vương miện hoa hậu ASEAN năm 2000. Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Trường Sơn đang trao vương miện cho hoa hậu Thái Lan Kanjana Jongko đoạt danh hiệu hoa hậu hữu nghị ASEAN. Xin cảm ơn ông Trường Sơn. Thank you Miss Thailand, Miss Friendship ASEAN 2000. Chúng tôi xin giới thiệu người đoạt giải á hậu thứ nhất của hoa hậu hữu nghị ASEAN, đó là Miss Singapore Caroline Luong Phong Minh, số báo danh 122. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Trịnh, tổng thư ký của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á lên trao phần thưởng và vinh miện cho Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu ASEAN hữu nghị năm 2000. Đó là hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thiên Nga, số báo danh 135. Chúng ta ra đây, chúng tôi và công ty Nón Sơn lên trao quà và tặng phẩm cho người đẹp á hậu hai ASEAN năm 2000 cho hoa hậu Nguyễn Thiên Nga. And now we'd like to invite representative from Nón Sơn Company to present the awards and flowers to Miss Nguyễn Thiên Nga. Cho hoa hậu Romania. And I would like to invite representative
tôi xin mời Hoa hậu Rumani dừng lại. Và cô cũng là người được bình chọn là người có gương mặt khả ái nhất. And you won the awards for the Miss Photogenic today. Congratulations. Và sau đây chúng tôi xin mời đại diện của công ty Mobile Phone lên trao tặng phẩm cho Hoa hậu Rumania người có gương mặt khả ái nhất đêm nay. And then now we would like to invite representative of Mobile Phone to present the awards to Miss Romania, who won the awards for photogenic Miss. Anna Maria Tudorash đã được giải người có trang phục độc đáo nhất. Tôi xin kính mời ông Nguyễn Văn Tình, Phó Vụ trưởng của Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thông tin lên trao giải thưởng cho Hoa hậu Rumani. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Rumani Anna Maria Tudorash, số báo danh 117, là người đã đoạt các giải thưởng sau: là người mặc áo dài đẹp nhất, người đoạt giải hình thể đẹp nhất, người được bình chọn có gương mặt khả ái nhất và người có bộ trang phục độc đáo nhất. Chúng tôi xin kính mời đại diện của thời trang Nón Sơn lên trao giải cho Hoa hậu Pháp, số báo danh 109. Giải của Ban giám khảo Việt Nam dành cho người có gương mặt duyên dáng nhất, số báo danh 124, đó là Hoa hậu Nam Phi South Africa. Và chúng tôi xin mời nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh lên trao giải thưởng cho Hoa hậu Nam Phi. And now we'd like to present the people artist Chu Thúy Quỳnh to present the award of the board of judges to Miss South Africa for the most charming face of the pageant. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh. Thank you. Chúng tôi xin mời nhà tạo mốt tóc Mimi lên trao giải cho Hoa hậu Hy Lạp Grix. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời công ty Gạch Thạch Bàn lên trao giải cho người có câu trả lời ứng xử hay nhất, đó là Hoa hậu Rumani. Chúng ta một lần nữa chúc mừng Hoa hậu Rumani vì những giải thưởng hết sức là độc đáo này trong đêm ngày hôm nay. Và các bạn, và bây giờ là giờ phút trang trọng nhất trong liên hoan bình chọn. Chúng ta sẽ chọn ra 5 người và với danh hiệu Á hậu thứ 3, Á hậu thứ 4, Á hậu thứ 3, Á hậu thứ 2, Á hậu thứ nhất và Hoa hậu. Thí sinh đã đạt danh hiệu Á hậu thứ 4, đó là Hoa hậu Ba Lan Dominika Miliuska. Mời giám đốc công ty Dề Thái Tuấn lên trao giải thưởng cho Á hậu thứ 4 của cuộc thi này. Thưa quý vị và các bạn, người đạt danh hiệu Á hậu thứ 4 đó là Hoa hậu Ba Lan Dominika Miliuska. Người đạt danh hiệu Á hậu thứ 3 đó là Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Hulya Mutlu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của công ty Aksasi lên trao phần thưởng cho Hoa hậu Á hậu thứ 3 của cuộc thi này, Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ. Người đạt danh hiệu Á hậu thứ 2 đó là Hoa hậu Pháp Celia Jodieu.
Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Hữu Lượng, Phó Cục trưởng Vụ Báo chí của Bộ Văn hóa Thông tin lên trao giải thưởng cho Hoa hậu Pháp, người đã đạt danh hiệu Á hậu thứ hai của cuộc thi này. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho Hoa hậu đạt danh hiệu Á hậu thứ ba, đó là Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ Hulya Mutlu đang nhận vương miện. Người đạt danh hiệu Á hậu thứ nhất, đó là Hoa hậu Nam Phi South Africa Bergette Von Bloch. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á lên trao giải thưởng và vương miện cho Á hậu thứ nhất của cuộc thi này. Của đêm nay đó là Hoa hậu Rumani Anna Maria Todorovic. And now, Miss Friendship of the World of the Pageant 2000 goes to Miss Romania, who has gained 5 such awards. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin lên trao vương miện và giải thưởng và trao hoa cho Hoa hậu Hiếu nghị Thế giới năm 2000, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam cho Hoa hậu Rumani. Chúng ta hãy dành cho người đẹp Rumani cùng tất cả những hoa hậu những tràng pháo tay thật giòn giã nhất để cảm ơn họ đã đem chúng ta những vẻ đẹp về văn hóa khác nhau và tình hiếu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hoa hậu của đêm nay đó là Hoa hậu Rumani Anna Maria Todorovic.